Đại ca mỏ vàng. Ngày xưa, ngày xưa, có một người thương gia buôn đồ cổ nức tiếng trong vùng. Ông có một người con trai tên là Aris. Cậu là một người con ngoan, tốt bụng nhưng lại không hề nhạy bén trong công việc kinh doanh. Số hàng lần này không đẹp bằng lần trước, sao con còn nhập nhiều như thế chứ? Thưa cha, đây là hàng của nhà cung cấp lâu năm. Ông ấy nói gần đây đang gặp khó khăn nên nhờ con nhập thêm một ít ạ. Chúng ta là thương nhân, không thể vì cả nể mà nhập một đống hàng không cạnh tranh được. Người thiệt thòi sẽ là chúng ta. Vâng, con hiểu rồi. Con xin lỗi cha. Dù không hài lòng về con trai, nhưng thương gia vẫn kiên trì cho cậu học hỏi bằng cách để cậu làm những công việc thông thường nhất. Chuyến hàng lần này rất quan trọng, con phải vận chuyển an toàn về đây nha. Con biết rồi, cha cứ yên tâm ạ. Chúng ta đi cả ngày rồi, ngựa hẳn đã mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi đã. Vâng, thưa cậu chủ. Cố lên, nặng quá đi mất. Hả? Sao hai người lại vứt chiếc hòm này đi chứ? Hình như nó là một hòm đựng hài cốt mà. Thì sao hả? Cái hòm toàn là xương không, không vứt đi thì giữ làm gì? Thật đáng thương, hài cốt này cần phải được chôn cất tử tế mới được. Ngươi định làm gì đó? Tôi muốn chôn cất hài cốt này. Muốn chôn cất thì phải trả tiền đây. Sao lại phải trả tiền chứ? Rõ ràng anh vừa vứt nó đi đấy thôi. Chúng ta chỉ tạm để đó mà thôi. Nhiệm vụ của ta là vứt nó xuống sông kìa. Nếu người muốn chôn nó thì phải trả tiền cho chúng ta chứ. Thật là vô lý. Cậu chủ, mặc kệ chúng ta đi thôi. Vậy thì chúng ta phải vứt bộ hài cốt này xuống sông thôi. Cho nó trôi dạt tới đâu thì tới vậy. Khoan đã, tôi sẽ trả tiền. Các người muốn bao nhiêu? Cái gì? Con dùng tiền để mua bộ xương đó nên không còn tiền để lấy hàng về. Con không thể để trơ mắt nhìn họ làm như thế nên đành bỏ tiền mua bộ hài cốt và mang đi chôn cất cả. Ôi trời ơi, con có biết chúng ta sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu không có hàng hay không hả? Con xin lỗi cha. Ta đã sai khi tin tưởng con. Ta thà giao sản nghiệp này cho một người biết làm còn hơn một kẻ phá hoại như con. Đêm hôm đó, thương gia đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trước khi ra khỏi nhà, ông hãy rửa tay thật sạch. Khi gặp người thương nhân đầu tiên, hãy cho con trai của mình đi buôn bán với người đó đi. Chắc chắn sẽ có lời. Giấc mơ lặp lại 3 đêm liền. Cảm giác đây là một điềm báo. Thương gia quyết định thực hiện theo giấc mơ đó. Ông rửa tay thật sạch rồi rời khỏi nhà. Quả nhiên chỉ một lát sau, ông đã gặp được một người buôn vải. Ông cho hỏi đến chợ đi đường nào? Ông muốn tới chợ để bán hàng sao? Đúng thế, tôi có những xúc vải rất đẹp đây. Đường đến chợ còn xa lắm, tôi cũng là thương gia, tôi có thể cho ông mượn xe. Hồi thế thì tốt quá. Con hãy đi theo ông ấy học hỏi cách buôn bán đi. Vâng, thưa cha. Không phải ông muốn đi đến chợ sao? Sao ông lại đi vào rừng chứ? Khoan hãy đến chợ, ta có việc muốn nhờ cậu giúp. Cậu hãy mặc quần áo này vào, chúng ta cần cải trang để đối mặt với toán cướp. Sao? Có cướp ư? Cậu không phải lo, cứ làm theo lời ta dặn là được. Thưa thủ lĩnh, chúng em mới bắt được 2 tên đang định đi ăn trộm tại dinh thự giàu có. Sao mày biết? Dạ, lúc em đang canh gác, tình cờ nghe thấy chúng đang bàn kế hoạch ăn trộm ạ. Cho chúng vào đây. Vâng ạ. Chúng mày định ăn trộm ở đâu? Khôn hồn thì khai thật ra. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà. Hồi láo, nếu chúng mày không khai thì sẽ bỏ mạng tại đây. Vâng, tôi xin khai ạ. Chúng tôi thám thính được lối vào một kho của cải ở bên kia núi. Chính là tòa nhà này sao? Mau mở ra. Thốt lắm, chúng ta sẽ là chủ nhân của một kho báu. Hãy chạy khi ta ra hiệu. Chạy.
Chuyện gì thế này? Vậy là bọn cướp hãm hại ta đã bị trừng trị rồi. Bọn cướp hại ông? Ông là... Ta là chủ nhân bộ hài cốt mà cậu đã bỏ tiền ra mua. Đây là tòa mật thất ta xây dựng để cất của cải. Vậy nghĩa là ông đã chết? Đừng sợ, ta chỉ muốn cảm ơn cậu mà thôi. Một ngày khi ta trở về ngang qua khu rừng thì bị bọn cướp bắt trói trong căn nhà hoang. Khi được tìm thấy, ta chỉ còn là một bộ xương. Thật may mắn là cậu đã chôn cất ta. Ta tặng tất cả của cải trong kho cho cậu để tỏ lòng cảm ơn. Hãy nhắn với cha cậu, ta chính là người đàn ông trong giấc mộng của ông ấy đấy. Arit đã thuật lại toàn bộ câu chuyện với cha mình. Người thương gia đã hiểu ra rằng lòng tốt cho đi có thể nhận lại nhiều hơn so với những món lợi trước mắt. Bát cơm thừa. Cha cha, mẹ hôm nay làm nhiều món ngon thế này cơ mà. Hiếu, ăn đi con. Chỗ này là thăn chuột của con bò. Mỗi con chỉ có một ít bé xíu thôi, nhưng mà chính chỗ này lại là phần ngon nhất đó. Con không thích, con không ăn đâu. Con không thích ăn những món này. Con chỉ thích ăn xúc xích rán thôi. Sao mẹ không làm xúc xích rán cho con? Hiếu, ăn xúc xích nhiều không tốt đâu con. Đây toàn là những món ngon, bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Con ăn xong rồi, con lên phòng đây. Chúng ta chiều con quá rồi anh à. Cứ để lâu ngày như vậy, con mình sẽ hư mất. Để anh nghĩ cách xem. Ba ơi, con mang cả con Titi đi du lịch nữa nhé. Ừ, thế cũng được. Con muốn về nhà. Sao ba nói đưa con đi du lịch cơ mà sao lại đến chỗ xa lắc vắng người thế này? Con không biết đó thôi. Người ta gọi đây là du lịch trải nghiệm. Chúng ta sẽ xin vào sống cùng với người ở địa phương để khám phá tập quán, văn hóa của họ. Rất thú vị con à. Ôi, biết thế này con không đi nữa. Ở nhà đi khu vui chơi thích hơn. Ba, chúng ta thuê xe về thôi. Thôi chết, làm sao giờ? Ba bị rơi ví rồi. Để ba gọi cho mẹ cầu cứu nha. Ôi chết, hôm qua ba quên không sạc pin. Chúng ta tạm thời phải ở lại đây thôi con. Đúng ra là cha con chúng tôi ở trọ nhà bác mấy hôm, nhưng chiều nay tôi bị rơi mất ví. Bác có thể cho cha con chúng tôi ngủ nhờ được không? Bù lại chúng tôi sẽ làm việc cho bác. Được, mai tôi sẽ dẫn hai cha con đi bẻ ngô. Bẻ ngô? Mình không được đi chơi sao? Ai, du lịch cái kiểu gì vậy? Mai con không đi làm có được không? Được, nếu con có thể chịu được đói và lạnh. Nếu không làm thì sẽ không có chỗ ở và cũng không có đồ ăn, cũng chẳng có tiền về nhà. Con xin bát cơm ạ. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Hết rồi cháu à. Bác ơi, cho cháu xin bát cơm. Thôi, cháu no rồi ạ. Thôi, con cũng no rồi. Lúc nãy tớ nhường cơm mà cậu không ăn. Lúc đó tớ mới nhớ ra là mẹ cũng mới chỉ ăn có một bát, nên nhường lại cơm cho mẹ. Nhường cơm cho mẹ ư?
Còn đói không con? Con á. Thế sao lúc nãy không ăn hết chỗ cơm? Con thấy còn chút xíu cơm nên nhường cơm cho bạn AK, nhưng bạn ấy lại nhường cơm cho mẹ mình. Con thấy không? Ở nhà cơm canh ngon ngọt nhưng lúc nào con cũng để thừa. Còn ở đây, bạn AK chịu đói để nhường cơm cho mẹ. Ba ơi, con đã không biết còn nhiều người khó khăn như vậy. Con rất may mắn thì có ba mẹ luôn cho con đầy đủ mọi thứ, nhưng con lại không ngoan. Con trai của ba giờ đã lớn rồi, đã biết quý trọng đồ ăn, còn biết chia sẻ, nhường đồ ăn cho bạn nữa. Chuyến đi này xem ra rất ý nghĩa. Sống hay chết? Kỳ thi lần này, chức trạng nguyên sẽ nằm chắc trong tay của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Và cũng phải thôi, mình là người học rộng biết nhiều, khắp cả vùng này chẳng ai bì kịp. Bọn trẻ túm năm tụm ba rì rầm gì thế nhỉ? Này, chúng bay có biết thằng Tí bên làng bên không? Nghe nói nó giỏi lắm, không có chuyện gì là không biết cả. Đúng đúng, cái gì nó cũng biết, hỏi gì nó cũng trả lời được. Ờ, anh Hào, bọn bay đúng là lũ con nít. Cái thằng đấy thì giỏi giang cái gì, có giỏi bằng ta không mà đòi. Anh không biết đấy thôi, tính người lớn còn phải ngưỡng mộ nó cơ. Ôi trời ơi, chắc là toàn ăn móc nói mò mà đúng chứ gì. Ta còn lạ gì? Ta đây vốn dĩ là một học trò xuất sắc, sắp sửa ra kinh thành ứng thí kỳ thi mà chúng bay không ngưỡng mộ, lại đi ngưỡng mộ cái thằng ấy làm gì? Nhưng mà đó là thật đấy ạ. Được rồi, để ta thử nó xem có đúng như lời đồn không. Ta chỉ cần hỏi một câu thôi, đố nó trả lời được đấy. Bọn bay đi tìm nó đi, lát ta đến sau. Vâng ạ. Chờ đó mà xem nhé, còn ai dám vượt mặt ta nữa không? Tí ơi, Tí ơi, cậu đây rồi. Có chuyện gì mà tìm tới thế? À, anh Hào muốn tìm cậu để thử tài. Năm nay anh ấy sẽ ra kinh thành ứng thí đấy. Kìa, anh ấy đến rồi. Đâu? Tí là đứa nào? Là cậu ấy đấy. Chà, người bé tí tẹo, y hệt cái tên. Còn anh ấy là học trò ưu tú của làng tới đấy. Anh ấy còn sắp sửa ra ứng thí kỳ thi sắp tới cơ. Nghe nói nhóc thông minh giỏi giang lắm. Ta đây muốn kiểm chứng một chút có được không? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Tự tin gớm nhỉ? Được rồi, giờ nhóc nhìn cho kỹ nha. Giờ nhóc có thể cho ta biết con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết không? Nếu nó trả lời là con dế còn sống, mình lập tức bóp chết nó. Còn nếu nó nói con dế này đã chết, mình sẽ thả tay ra để nó chạy đi. Thông minh là nó phải thế chứ. Này, lúc nãy cậu có nhìn không? Con dế còn sống hay đã chết? Chắc là còn sống, nãy tớ còn thấy nó bò mà. Tớ lại nghĩ nó chết rồi. Sao cậu biết? Ờ thì đoán thế thôi. Thế nào nhóc, có trả lời được không? Đấy, bọn mày thấy chưa? Tìm tình thích rồi kìa. Số phận nằm trong tay anh đó. Thế là thế nào? Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi? Nói lảm nhảm cái gì thế? Nếu em bảo con dế đã chết thì anh sẽ thả nó chạy. Còn nếu em bảo còn sống thì anh sẽ bóp nó chết. Anh có thể thay đổi mọi thứ nếu anh muốn. Như vậy chẳng phải là số phận nằm trong tay anh sao? À, thì ra thế. Đúng rồi đấy. Tí giỏi quá. Thằng này ghê thật. À, phải rồi. Giỏi giang gì chứ? Chẳng có cái gì nằm trong tay ta hết. Ờ, vậy con dế đâu rồi? Tài thật đó. Ôi da, cái con dế này, sao mày lại cắn tao chứ? À, đau quá. À, à. Đứa nào bắt hộ ta con dế ra với? Ổ khóa
và chìa khóa. Còn sớm đã phải dậy rồi, rõ là. Chào anh chị, hôm nay anh dậy sớm thế. Ông chủ dậy sớm thì tôi cũng theo thôi. Thôi, tôi đi đây. Quậy chào nhé. Ổ quá sướng thật, ngủ lúc nào thì ngủ, không ai làm phiền cả. Chả bù cho mình, ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm, rồi cả ngày lẻo đẻo theo chủ đi khắp mọi nơi, mãi khuya mới được về. Được nghỉ ngơi một chút cũng khó. Ôi, đúng là càng quan trọng thì càng vất vả mà. Ôi. Tranh thủ ngủ lấy một giấc vậy, đêm qua ngủ thiếu giấc mệt quá. Nguy hiểm. Anh không sao chứ? May quá, tài liệu bên trong vẫn không sao. Hả? Chìa khóa nhà bị cong rồi, thế này phải đem sửa thôi. Chìa khóa của anh sửa xong rồi. Cảm ơn anh. Đau quá. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Sao lại thế này? Nhanh lên, sao lâu thế? Chịu thôi, ổ khóa này làm sao ấy? Tưởng đơn giản mà không tài nào mở được. Hả? Bao nhiêu công chuẩn bị lại công cốc vì cái khóa này. Đi thôi. Thế là thoát một vụ trộm. Thật là may vì mình đã chọn đúng loại khóa đặc biệt. Ổ khóa này bề tuyệt vời lắm. Mới có thế mà ổ khóa đã được ông chủ khen rồi. Mình cả ngày đau đớn, mệt mỏi như vậy thì lại chẳng được quan tâm chút nào. Thật là bất công quá. Ước gì mình cũng được sống an nhàn, sung sướng như ổ khóa. À ha, phải rồi. Ủa? Cái chìa khóa đâu mất rồi? Mình vẫn để ở đây cơ mà. Alo, anh lại giúp tôi với. Vậy là hôm nay được nghỉ ngơi rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Ủa? Thì ra mày ở đây sao? Giờ thì mày còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thế là thế nào? Sao ông chủ lại ném tôi đi? Tại anh cả đấy. Tại anh đột nhiên biến mất, làm ông chủ không khóa được cửa, nên thuê người đến phá tôi và thay vào một ổ khóa mới. Tôi vô dụng rồi thì anh cũng vậy thôi. Thật sao? Tôi thật không ngờ. Dê vàng và dê trắng. Cỏ thơm quá, thích quá. Mà tớ còn biết có một chỗ cỏ ngon hơn nữa kìa. Ở ngọn đồi bên kia kìa. Ngọn đồi bên kia hả? Nói nhỏ nhé. Hôm trước tớ tình cờ nghe bác ngựa vàng nói chuyện. Ở bên đó toàn những triền cỏ xanh non mơn mởn, tươi ngon. Thật thế hả? Tớ nói dối làm gì? Hay bọn mình sang bên đó một chuyến đi, chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng tới đó rất xa. Đi xa thì mới có cỏ ngon được chứ. Cậu yên tâm, tớ bên cạnh cậu mà. Hai chúng ta có gì mà không vượt qua được chứ. Thì đi. Thank you.
Ôi, nóng quá, không ngờ phải đi xa thế. Cố lên nào, sắp xuống dốc rồi, sẽ đỡ mệt hơn. Ồ, đồng cỏ kia rồi, toàn là cỏ non, tuyệt vời quá. Nhanh lên nào, sắp đến rồi, đợi tớ với. Cứu tôi với. Tớ sẽ cứu cậu. Hả, cái gì thế này? Cậu có đau không? Sao lại không? Xin hết cả rồi đi nè. Ôi, tự nhiên lại rơi vào đây chứ. Miệng hố cao quá. Làm sao có thể thoát khỏi cái hố này đây? Trời ơi, biết thế này không đi nữa. Cỏ ở bên kia cũng tươi tốt mà, tự nhiên lại mắc họa. Liệu có lên được không? Cậu còn đứng đó mà nhìn làm gì nữa? Chúng ta chết đến nơi rồi. Cậu đừng có khóc nữa, chúng ta sẽ tìm được cách thoát khỏi đây mà. Làm sao mà thoát được? Miệng hố cao lắm. Chúng ta chỉ còn cách đợi xem có ai qua thì kêu cứu. Nếu không thì đành chết ở đây thôi. Cậu xem, đây là đất đồi nên khá mềm. Nếu chúng ta kiên trì đào đất, dần dần sẽ tạo thành lối lên. Không được đâu, chúng ta là dê, đâu có mạnh như hổ báo. E rằng chưa đào xong, chúng ta đã chết vì mất sức rồi. Phải thử thôi, hay cậu muốn chết trong cái hố này? Tớ còn muốn chết, nhưng cũng không muốn làm việc vô ích. Tớ sẽ khiến mình chết nhanh hơn thôi. Cậu muốn đào, thì đào một mình đi. Đã bảo cậu mà, tốn công vô ích, lại còn phải chịu khổ sở đau đớn nữa chứ. Cố lên một chút nữa thôi, mình sắp tới miệng hố rồi. Ôi, mình thoát rồi. Dây trắng dậy đi, lên thôi. Cái gì nữa? Tớ ra sang cái miệng hố rồi đấy. Cậu lên đi, chúng ta cùng về. Dây vàng, cậu giỏi quá. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà chúng ta thoát chết. Tớ xin lỗi vì đã... Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Nhưng nghịch cảnh chắc chắn có giá trị của nó. Lần này cậu nhớ nha, đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.